bà uống luôn đây một không á. Bà uống 11 không á, uống hồi đó thì uống 11 không mà rau có là uống 11 lấy nó không. Cốc nghiện gì? Bà cốc nghiện gì? Bà cốc nghiện gì? Là nghiện cà phê á. Vậy nè. Ngọc ơi. Bữa nào uống cho hả? Bữa nào uống hết á. Uống chuyện nữa nha. Giống hả? Ăn cơm chưa? Bán ăn đang lên bún đâu ăn. Bún ha. Bữa nay không ăn hủ tiếu, bữa nay không. Bữa nay đổi món rồi. Lên bún. Ăn nhiều không? Hả? Ăn nhiều không? Ăn chén à. Chén hả? Nó cũng đói con. Đói nha. Ai mất? Bà Mư á. Bà Mư gì? Bà Mư em ông Bảy, em ruột ông Bảy là ông ngoại con đó. Vậy ha. Mất. Mất hết trơn vàng. Nó khựng lấy hết trơn vàng. Qua bên. Hôm nay mình đi thăm bà cụ rồi cả nhà. Hôm qua mưa quá trời không biết sức khỏe bà cụ như thế nào nha. Hôm nay mình cũng có dịp đi nha, mình ghé thăm bà cụ một chút rồi cả nhà. Mình đây là con cục của bà cụ dòng này cả nhà. Mình thăm bà cụ một chút rồi. Đường vô nhà bà cụ. Quá nữa rồi. Quá nước luôn rồi. Nè, mưa qua nước quá trời luôn cả nhà. Đường vô bà cốc nước quá trời luôn cả nhà. Tràn rồi. Quá trời tràn luôn rồi. À. Mưa hôm qua mưa lớn quá trời luôn. Qua nước rồi gặp giường rồi. Mưa hôm qua lớn lắm luôn. Tới nhà bà cụ nữa nha. Lời đầu tiên thì chúc mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Quá trời nước luôn. Tới nhà bà cụ. Trời mưa luôn rồi nè. Mưa bây giờ. Mưa lớn quá tràn luôn. Hết luôn. Xong mà tóc rồi nó mưa bắt đi nó không mưa luôn nè. Cái nhỏ này cái chị ở bên hả? Bên nhà ta còn có một ruộng mầm chưa? Dạ. Có một ruộng phải không? À, sao chứ mình lên cho hỏi mình cho mình chị ở bên. Chưa mình qua mình cho chị ở không? Chưa ở rồi chị bán mất mẹ. Vậy đó hả? À, chị ở là có đứa ở rồi. Dạ. Nhưng của mình có đứa nữ. Dạ. Cũng sao còn có nhiều đứa ta chứ phải sao? Ừ. Không cái gì kêu mình chị chồng bán à. Dạ. Sao hay đâu mà nghe nga này rồi đó. Trời ơi bán chị bán cũng hỏi má ơi chị bán hay gì. Đất cái sao hè chị nghe. Cái trả làm là nó sợ. Trời ơi mấy nga ra ngán gì. Đứng mình lên cho hỏi mình chịu ở không. Ở lần cái người ở mà trồng chặt ăn. Yeah. Có cây chát người ta mày ăn tao ăn thiệt tức là nó thiệt chứ không phải nên chịu chơi đâu. Yeah.
chừng nào có tiền thì mua, không tiền thì ở mẹ nó ăn trồng chặt cho nó ra có người có ở nơi. Dạ. Chứ ở kia chùm chùm mà không trồng chặt cái gì không ơi. Mình không có gì lao động đấy mà. Trời ai cũng vậy thôi. Dạ. Trời lật lật nhiều mắt, mắt mẹ rồi. Để nó bác rồi, cái chồng với cái rằng mà không có ai á. Dạ. Ờ. Mở tao không cho nó bác luôn nữa mà. Cái này nó giữ gì vậy chứ. Cà phê chưa? Có uống cà phê chưa? Hả, chưa. Uống cà phê. Dạ, con uống không sao nhưng mà sao? Thôi. Hả? Con uống. Không uống. Dạ, không có ghiền. Con không có ghiền. Đi ăn đi cà phê mà đi. Cà phê sẵn hết kìa. Dạ. Cà phê sẵn hết kìa. Con cháu ở mình ăn suốt đời. Yeah. Bác ra ta lắc rồi về về cho nó. Có con cầm nuôi mà. Nhưng trang vậy thôi nuôi nó rất là cho nó mới lắc ra ở rồi. Đầu chặt ăn. Ăn á thì ở ăn suốt đời. Con ăn đúng hết vậy. Mà đi trả lại cho bao cho cái khách ở. Yeah. Không bao đời bà nó bán con cháu. Ở thì ăn chồng chặt ăn. Muốn chồng gì chồng ăn gì chồng chặt. Đi trả lại cho mình, mình cho nó khác đỡ. Nó không bán. Vậy chung mình lúc đặt làm lên, làm giấy tờ cho bác mẹ. Bất cứ cái nào ở được, không phải nói đây là lựa chọn nha. Cái nào muốn ở sao trồng cây gì đó ăn trồng không. Không trồng cúc tủ, trồng bảy bả rồi trên đời mình trồng ăn thôi. Yeah. Trồng chuối, trồng gãy giả, rau rác ăn. Nó sẽ giả vậy đi nha. Thì còn lứt quà suốt đời. Yeah. Đang là lùm lật quần bả cái trên mất đấy. Trời ơi, sao bà bán rồi. Thiệt, bà bán bán rồi, bán miếng gì. Mấy miếng mua lứa miếng nhà thằng. Không bán đó. Không phải. Bởi vì ông Hâm Nhan ông nói gì. Nói chị ở đời bán thì được. Nếu nào có tiền bán để ở. Để không cũng vậy. Nói là ổng chết rồi. Nói là ai ngờ gì bán mất mẹ. Mang sách thầy đi mất đi. Bớt mưa rồi. Mưa. Còn lâm gâm. Dạ, còn lâm gâm không ạ? À? Còn lâm gâm không ạ? À? Bớt rồi. Bộ anh xe đây. Xe. Xe để ngoài hả? Dạ. Cốc ngủ được không? Ngủ được. Ngủ được ha, ngon lành ha. Trời ơi, ngủ hả? Lát nó chị gì? Nhưng lát à? Sao ngủ ít vậy? Không ngủ. Nhớ thì cuộc đời nha. Nữa. Cuộc đời sao? Cuộc đời sao? Người về người khác phải không? Không ai giống ai phải không? Đúng rồi. Chiều với nhau mở đời thôi chứ ai cũng có cái gì. Dạ đúng rồi. Thấy không? Dạ. Chiều với nhau mở thôi chứ còn. Thế là ai cũng có sanh người chứ đâu có ai sanh tâm. Dạ. Thấy không? Dạ. Con đi sanh con đi. Nó cũng có đâu có chịu sanh. Nó đâu cũng có đâu có chịu con. Nó cũng phải cãi là một hai chuyện. Dạ. Thấy không? Ừ. Ai cũng vậy thôi. Chứ nè, con ở đời con thương mình, thương nó thương mình. Còn ghét nó là khẩu gì cũng thương mình. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Đó như ở đời ha, nhiều cách ở đời lắm. Giúp người ta, giúp mình chứ không, thì không ai điên gì để giúp cho mình. Dạ.
mình nói đời phải có đạo đức. Đúng rồi. Nhưng ở xóm giềng mà bán mua, bán buôn, bán đâu là dở lắm. Cho nhau mà ăn cuộc đời suốt đời. Dạ. Ở đời có đức cũng chắc chắn. Ghe với ghe, gần người da lạ đó, bác buôn gì đó mà bán. Dạ. Còn gần xóm giềng mà mình cho luôn. Ai cho gốm? Kiếm mà mày phải cho gốm chồng á. Mày cho xuống. Vậy đó hả? Đàn khúc mà kêu khúc. Cái gì đó hả? Dạ. Ông dỗ qua dưới hả? Ông dỗ qua nhà dưới hả? Không biết nữa, con bố mày nhăn chắc là cho. Vậy hả? Dưới đó có ông hai miên, ông ở miên, ông chết rồi. Bà chồng mới năm mới ra, bà cho, nếu đang về chồng cái chùa. Đang mà cho nó bỏ cây ấy, cây gì đó. Yeah. Bà ổng đem về chồng cái chùa đàng hoàng á. Ông hai gì đó. Hồi đó ông ở ngang với cơ đó. Dạ. Yeah. Chứ không phải đâu. Còn bà quen á, cảnh ở cái chùa chứ. Những sưng mà bà dắt chặt lên lông bà lên với chồng á. Chồng ăn cây kêu cây gì cho nó bò nó cho chồng cho tổ chùa mà cho đâu. Chứ không phải là bà mà tẹo như người ta đâu. Có cho người khúc chồng biết nào ai muốn chồng cũng cho. Được chồng cây gì mà cho nó sống dai nha. Con trái con thấy con mê luôn ha. Hình lông của bà này không có bự. Trái bà lớn vừa ăn ha. Bông chỗ trắng hết trơn á. Đây đem vỗ một cái là xanh lông chứ không có. Đây nó mẹo đi đem vỗ xanh lông. Đi một vỗ xanh lông thấy là ta mừng rồi đó. Hồi đó đi đem vỗ vợ nha, đem vỗ đây. Quê ăn lông là mời đó. Không mà thanh long của quyết bự quá ăn không được. Thanh long của bà vừa ăn ăn rất ngọt mà rất vừa ăn không có bự. Còn cái của quyết là khác, của quyết là khác. Hồi đó toàn là vũ sữa mấy cái bự bự bà chồng nó bò nó đứng bự rồi ha. Rồi sau này mấy đứa nó chặt bỏ hết trơn bự nó bò lên con trái ngộn ngang à, cây vũ sữa không hết như vậy nha. Con trái đỏ hết trơn chứ không phải là không phải cho nó giật giật chứ rồi nước đi xong. Nước, nước ghi sông quá trời nước luôn rồi. Thôi bà, nó sốt cái tụi con ha. Thấy tụi con ở đất bệnh tao cũng muốn kêu tụi mày cũng muốn ở không? Cho mày cái nền nhà rồi. Ờ, thiệt. Bây giờ miếng đất của bà ha. Chú con là ngoài miếng không có dành của bà tới. Chú con thấy lộ luôn. Ờ, không phải đâu. Mà mình không phải, không phải mình lấy ra nhưng mà đổi. Dạ. Ờ, đổi, đổi. Mẹ mẹ ở đâu có cái miếng đất miếng vườn sản xuất được bậy bạ chơi chứ còn giàu thì không có giàu. Nhưng mà mình có cuộc đời của mình có chơi vui vẻ thôi. Bà mới lấy bệnh ha, bà phải bà bán mất mẹ rồi, đâu có ăn. À, để đó, mà không ở thì để đó, ông chết thì cũng còn để đó chứ mất đâu. Dạ. Nói gì ơi, không có sinh nhầm tháng năm gì, bán cây cối mà này thế. Đất đai thì xáo trộn thôi, chuột thấy mẹ. Nhưng đất mẹ nó cầm cố bà chuột. Trời ơi, nó cầm cố bà phải chuột.
cái hụi á chuột lại đó, nó không phải chuyện giỡn đâu. Dạ. Phá sản bây giờ miếng đất đó nó tha trên đó họ ở thì nó chở ra đi ra đâu thay tôi biết. Dạ. Phía trên à, bây giờ nó bán từng tùng. Dạ. Mà con thấy ghê không? À, ghê không nói bà tiếng bán từng tùng. Sao nó được bán cái miếng này là bị ông Tâm. Ông đi mái móc ông gì ổng chứ bà ngùng chơi dao không à. Ờ người nào cũng mà chơi chữ lộn. Yeah. Mới bán cho người mà bán chứ con. Yeah. Không bán cũng quỷ ông Tâm là ông đi mái mái mà. Yeah. Còn bà này hả chơi dao không dao búa bà để trong khách đi dao cũng kèm dao cho búa là bà bà ngùng á. Bây giờ sợ cái lộn sợ chữ lộn bán miếng đó trời ơi cho con mình cái rừng như thế đó. Chứ đâu phải cái gì trời bán ta phải ước trả 10 năm chưa rồi lần trả đông trăm ức chục ức triệu rồi sao tôi thằng hai ước hả bà đem về cho ở cho ăn đó đem tới đâu bây giờ nó làm bà trai ba trang bằng hết. Nó có tiền rồi nó đất đai nó cố bán của mình hết trơn thôi. Làm ơn cho tiền cho bà cái đừng cho tiền đừng đến cho đất nha. Nhớ kỹ đi. Dạ kinh nghiệm à, con có tiền có của không cho cái đừng cho đất đúng nó rồi phải ước kìa nó làm riêng đất của bà rồi đó. Rút kinh nghiệm em mới dễ nở hả. Cho nó mà ăn riết rồi nó kiếm của mình hết rồi. Dạ. Nó không phải nó lấy không nhưng mà nó trả tiền à, nhưng mà nó gạt gẫm mình nó ăn cuộc đời nuôi nó thằng út đó còn sống đó chứ không phải đâu. Trời ơi nó ở bên ông Ba Hùng hả. Có cái tròi không à. Trời ơi ông đủ 1 ngày 100 giá thấy vậy em gì ở đó. Cảm ơn mất quán. À, làm ơn mất quán. Làm ơn mất quán. Ờ, mà ơn mất quán thôi. Cả thật cho tiền cho của cái lần tơ lên. Lần tơ. Tao dặn vậy chứ nào không phải vậy. Dạ, dạ, tao đúng bị rồi. Đúng rồi. Ờ. Cả thật dạ, cho ta tiền 50, 70, 5 đồng, 7 đồng nha. Cái lần tơ cho đất. Dạ. Cho đất là khổ lắm á. Dạ. Đủ không đi. Chứ không phải thằng lớn đâu. Dạ. Chúng dân chú Phương ở ai cũng nói làm sao bà đuổi. Mai lắm là bà nhất mới cho được miếng đất vợ. Ờ à, chứ đuổi nó đi đâu giờ. Vợ vậy. Con nhất không có đâu ở cho ở rồi mà đi đâu. Cần ha, hết sức cần. Còn bà nhất mới cắt ra cho dạ. nữa công gì vậy nữa. Dạ. Chứ không thôi dễ gì đi. Ờ à, không có làm sao đi. Đất đâu đi. Vợ vậy. Ờ à. Bà đã quen rồi. Bà đâu. Ông lém mà còn nói bà chết bà cho ông chú Phương ở suốt đời khỏi đi. Ừ. Tao nói trời ơi ở khi cái miếng đất lớn mà nó ở trồng chặt thì nó có con nữa ha. Dạ. Mà cho ở mà sợ mất đất tao không sợ. Ừ. Bà chết bà chồng bà Phương ừ. Ở suốt đời. Ừ. Đi đó. Ừ. Nó miếng đất nó phải giỡn đâu. Lúc kia lúc nọ bà sao ơi nói cái này ha. Ở gần gũi đó nó nhờ dữ lắm. Không nhờ cái này cũng nhờ kia. Dạ. Lúc mình bệnh hoạn không có ai con mình đâu gần mình mặc một đứa con làm sao bữa rồi. Phải không? Phải dạ, có đứa này đứa kia. Đúng rồi. Chứ đâu phải giỡn. Nhưng mà nói chung ở nhà ở đậu cho ở là mấy nữ đó bà đỡ và bà biết xanh. Giờ mà cho không cẩn thận là nó dạ đúng rồi. Nó giỡn rồi bây giờ nó cũng tắt rồi. Ừ. Giờ bà Nga về bà bán tên bành lục lạc hả? Bành tên lục lạc luôn hả? Thôi. Má nó gặp, má dù nào má gặp má đi, má chỉ đi má nấu, khẩu cho chị trả lời nó làm sao cái đã. Ừ. Nghe cùng nó nói vậy thôi mình biết làm sao.